X51 Story mến chào quý thính giả. Legion Romana tức quân đoàn La Mã. Binh đoàn La Mã là một đơn vị tổ chức của quân đội La Mã trong giai đoạn từ Cộng hòa La Mã tới Đế quốc La Mã. Legion Romana được phiên âm là Lê Dương La Mã để chỉ loại bộ binh nặng và đôi khi là toàn bộ quân đội La Mã. Lực lượng nòng cốt của quân đoàn La Mã là bộ binh nặng hay Lê Dương, kèm theo quân đồng minh hỗ trợ, Auxilium, binh lính không có quyền công dân La Mã, kỵ binh, lính xạ kích, bắn cung, máy bắn đá, và lính ném lao. Quân số của một quân đoàn La Mã tiêu biểu biến đổi theo thời gian. Trong giai đoạn Cộng hòa, mỗi quân đoàn có 4.200 người chia thành 30 đến 35 tiểu đoàn, Manipulus, mỗi tiểu đoàn 120 đến 140 người. Sang giai đoạn Đế quốc, quân số của một quân đoàn tăng lên thành khoảng 5.200 người cộng thêm quân đồng minh hỗ trợ chia làm 10 đội quân, Cohort, mỗi đội quân có 480 lính, riêng đội quân thứ nhất có 800 lính. Bộ binh được yểm trợ bởi kỵ binh ở hai bên sườn và lính xạ kích ở phía sau. Vì các quân đoàn thường trực chỉ được tổ chức trong hệ thống quân đội La Mã sau cải cách của Marius, năm 107 trước công nguyên, còn trước đó nó có tính nhất thời, được thành lập, sử dụng khi cần thiết và sau đó giải tán, nên hàng trăm quân đoàn đã được đặt tên và xếp số thứ tự trong lịch sử La Mã. Đến nay, chỉ có khoảng 50 quân đoàn có thể xác định được rõ ràng. Trong thời kỳ đầu của Đế quốc La Mã, thường có 25 đến 35 quân đoàn thường trực cùng với quân đồng minh và sẽ được tăng thêm khi cần thiết. Vì sự thành công về quân sự của Cộng hòa La Mã và Đế quốc La Mã, quân đoàn La Mã từ lâu đã được coi là mô hình ưu tú thời cổ đại về năng lực và hiệu quả quân sự. Trong thời kỳ đầu của Vương quốc La Mã và Cộng hòa La Mã, các quân đoàn chưa được sử dụng, thay vào đó là các đại đội 100 người được ghép với nhau theo những hình thức ngẫu nhiên và chỉ phục vụ người trả tiền cho họ. Cho đến thế kỷ 2 trước công nguyên, các đại đội được tổ chức từ kỵ binh và bộ binh nhẹ rồi sau đó được thay thế bởi quân hỗn hợp. Trong giai đoạn này, đội hình phalanh Hy Lạp là chiến thuật chủ yếu trong đánh trận và lính La Mã trông rất giống bộ binh trang bị vũ khí hạng nặng, còn gọi là trọng binh hoplite, của Hy Lạp. Lịch sử La Mã trong những kỷ nguyên đó có khá nhiều điều được cấu thành bởi truyền thuyết, nhưng có thể tin rằng trong triều đại Servius Tullius, điều tra dân số đã hiện diện. Tất cả nam công dân La Mã khỏe mạnh, có tài sản được chia làm 5 tầng lớp để thực hiện nghĩa vụ quân sự và người lính phải tự vũ trang cho mình. Những tầng lớp này được tổ chức thành các đại đội 100 người, có một đại đội trưởng, một đại đội phó và một người cầm quân kỳ. Tham gia quân đội vừa là nghĩa vụ vừa là dấu hiệu phân biệt đẳng cấp của công dân La Mã. Trong toàn bộ thời kỳ trước cải cách của Marius, những chủ đất giàu nhất cũng có thời gian ở trong quân ngũ nhiều nhất bởi vì họ chính là đối tượng chịu thiệt hại nhất nếu nhà nước sụp đổ. Tầng lớp thứ nhất có 82 đại đội, được trang bị theo kiểu bộ binh nặng Hy Lạp với thương, kiếm ngắn, mũ trụ, giáp ngực và khiên tròn, tiếng Latin gọi là clippers, tương tự khiên tròn aspis hay hoplon mà trọng binh Hy Lạp sử dụng. Tầng lớp thứ hai và thứ ba cũng là lính mang thương nhưng trang bị thô sơ hơn và sử dụng khiên rộng hơn, hình bầu dục hoặc tam giác. Tầng lớp thứ tư hầu như không đủ khả năng tự vũ trang, chỉ có khiên nhỏ, thương và lao. Ba tầng lớp sau, mỗi tầng lớp có khoảng 26 đại đội. Tầng lớp cuối cùng thì chỉ là lính ném đá. Sĩ quan chỉ huy và kỵ binh được lấy từ những người có ngựa thuộc tầng lớp quyền thế. Sau này kỵ binh được chia nhỏ thành nhóm 30 người do một thập trưởng chỉ huy. Tầng lớp thứ năm được tổ chức thành 32 đại đội bộ binh, trong đó có 2 đại đội công binh và 18 đại đội kỵ binh. Chiến thuật không có sự khác biệt so với người Hy Lạp. Trận chiến diễn ra trên bình nguyên, bộ binh cầm thương xếp hàng sát vào nhau tạo thành một bức tường khiên và tấn công đối phương với sự trợ giúp của lính ném đá và ném lao. Kỵ binh có nhiệm vụ truy kích và đôi khi xuống ngựa chiến đấu như bộ binh trong những tình huống nguy cấp. Chiến thuật này là sự vận động của một khối quá cồng kềnh và dễ thất bại trước các bộ tộc sinh sống ở vùng có địa hình phức tạp như Volsci hoặc Samnai. Có lẽ vào bắt đầu từ thời kỳ Cộng hòa La Mã, sau khi lật đổ chế độ quốc vương, lính Lê Dương La Mã được chia ra làm 2 đạo quân. Mỗi đạo đặt dưới quyền chỉ huy của một trong 2 quan chức chính tối cao. Trong những năm đầu tiên của nền Cộng hòa, do khi đó chiến tranh chủ yếu là những cuộc đột kích và cướp phá, nên có lẽ các quân đoàn này không phải lúc nào cũng được tập trung đầy đủ binh lực. Các quân đoàn bắt đầu được tổ chức một cách chính thức vào khoảng thế kỷ thứ tư trước công nguyên, khi người La Mã tiến hành chiến tranh theo chiến dịch chuẩn bị trước một cách thường xuyên hơn và quân đội chấp chính lên tới 2 đạo quân. Trong giai đoạn Cộng hòa La Mã, thời gian tồn tại của một quân đoàn rất ngắn ngủi. Ngoài trừ các quân đoàn từ 1 đến 4 là các quân đoàn thuộc 2 đạo quân của các chấp chính, các quân đoàn khác chỉ được tuyển mộ cho từng chiến dịch. Những đồng minh của La Mã ở nước Ý được yêu cầu cung cấp một quân đoàn trợ chiến cho mỗi quân đoàn La Mã. Quân đoàn 9 từ lâu đã là chủ đề của nhiều bộ phim và tác phẩm văn học cũng như chủ đề bàn luận của nhiều người nghiên cứu lịch sử La Mã. Quân đoàn 9 Tây Ban Nha, Liso 9 Hispania, là một quân đoàn Lê Dương lâu đời của đế quốc La Mã. Theo Dano Colin, quân đoàn 9 do Pompeius Vĩ Đại thành lập tại xứ Hispania, Tây Ban Nha, thuộc Cộng hòa La Mã vào năm 65 trước công nguyên, tuy nhiên đã có một quân đoàn 9 tham gia chiến tranh liên minh Italia từ năm 90 trước công nguyên.
quân đoàn được chuyển giao cho Gaius Julius Caesar vào năm 58 trước công nguyên, tham gia chiến tranh Gallia cùng cuộc nội chiến của Caesar và Pompeius, sau đó bị giải thể. Năm 38 trước công nguyên, Gaius Octavius, cháu, con nuôi, và người thừa kế của nhà độc tài Gaius Julius Caesar, sau này trở thành hoàng đế Augustus, triệu tập các cựu binh của quân đoàn 9 để đánh dẹp cuộc nổi loạn của Sextus Pompeius, con của Pompeius vĩ đại. Quân đoàn 9 tiếp tục phục vụ cho các hoàng đế La Mã, tham gia cuộc chinh phục đảo Anh từ năm 43 đến năm 84 sau công nguyên. Tới năm 108, quân đoàn vẫn đang xây dựng pháo đài tại Ibericum, nay là York, Vương quốc Anh. Thế nhưng, dường như mọi ghi chép về quân đoàn bỗng biến mất kể từ đó. Tới năm 197, danh sách các quân đoàn Lê Dương của đế quốc không còn quân đoàn 9 Tây Ban Nha. Nó đã biến mất khỏi lịch sử một cách bí ẩn. Giả thuyết từng được chấp nhận rộng rãi là quân đoàn 9 chưa bao giờ rời đảo Anh và bị tiêu diệt trong khoảng từ năm 108 đến năm 120, khi xứ này rơi vào loạn lạc. Tuy nhiên, một số di vật được khai quật ở Nijmegen, Hà Lan, đương thời là Germania Inferior thuộc La Mã, cho thấy sự hiện diện của các quân nhân quân đoàn 9 vào khoảng cuối thế kỷ 1 đầu thế kỷ 2. Một số ước tính cho thấy các di vật có niên đại từ khoảng năm 120. Có lẽ nào quân đoàn 9 đã được chuyển từ Anh về Germania Inferior. Một số sử gia cho rằng đây chỉ là một biệt đội, Vexillatio, từ quân đoàn 9, bởi một Vexillatio từ Anh đã có mặt ở đây vào khoảng thời gian này. Người khác cho rằng đây chỉ là vết tích của cuộc chiến đấu với các bộ tộc German vào những năm 80. Nhưng giả sử quân đoàn 9 đã di rời tới phía nam Hà Lan, thì cuối cùng nó đã đi về đâu? Năm 132, người Do Thái nổi dậy ở tỉnh Jude, cuộc nổi dậy 3-3. Binh lính từ 12 quân đoàn Lê Dương đã đàn áp dã man người Do Thái, nhưng chịu thiệt hại nặng nề. Năm 132 cũng gần khớp với niên đại ước tính của di vật tại Nijmegen, có thể quân đoàn 9 đã được triệu tập từ Germania Inferior tới Jude để tham chiến và bị xóa sổ. Một quân đoàn khác, quân đoàn 22 Deleutarus, Lizo 22 Deleutariana, cũng được cho là bị xóa sổ tại đây. Nếu đây là sự thật, thì biến cố 3-3 là thảm họa lớn nhất với quân đội La Mã từ sau trận phục kích rừng Teutoburg năm 9, khi quân đội La Mã mất 3 quân đoàn. Giả thuyết khác, quân đoàn 9 bị người Parthia tiêu diệt trong cuộc chiến từ năm 161 đến năm 166. Trong cuộc chiến này, La Mã mất 1 quân đoàn. 2 quân đoàn đóng tại Cappadocia, khi đó quân đoàn 12 Tia Chớp, Lizo 12 Fulminator, và quân đoàn 15 Apollo, Lizo 15 Apollinaris, đều tham chiến và vẫn còn hoạt động tới thế kỷ 3. Tức quân đoàn bị tiêu diệt phải là một quân đoàn khác, có thể là quân đoàn 9 Tây Ban Nha. Tuy nhiên, giả thuyết này không thuyết phục vì không có bằng chứng về hoạt động của quân đoàn 9 ở miền đông La Mã từ năm 130 đến năm 160. Cũng có người cho rằng vào khoảng năm 117, quân đoàn 9 đã được điều từ Britannia đi tham chiến trong cuộc chiến của hoàng đế Julianus với Parthia, và việc này khơi mào các cuộc bạo loạn tại Britannia, dẫn tới quân đoàn 6 khải hoàn, Lizo 9 Victrix, được chuyển đến tỉnh này để thế chỗ quân đoàn 9. Nhưng trong cuộc chiến những năm 116 đến năm 117, Julianus không mất một quân đoàn nào, vậy sau đó thì quân đoàn 9 biến đi đâu? Hơn nữa, hoàng đế Julianus vốn là một nhà quân sự tài giỏi, liệu ông có mạo hiểm di rời một quân đoàn đi hàng nghìn dặm từ đảo Anh sang tận khu vực Lưỡng Hà, để mặc Britannia trước sự đe dọa của phiến quân và man di phía Bắc? Cho tới nay, cuộc tranh luận về số phận của quân đoàn 9 Tây Ban Nha vẫn chưa thấy hồi kết. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.